Chào buổi chiều tất cả mọi người, mình sẽ lại bắt đầu với thông tin tình hình dịch Covid chiều ngày hôm nay ngày 8 tháng 8. Và trước khi bắt đầu thông tin chi tiết, mọi người giúp cho mình một nút chia sẻ video lên Facebook cá nhân hoặc là trong Messenger tin nhắn thì để video mình được lan tỏa nhiều hơn, và đó là cũng là động lực cho mình làm những video sớm nhất trong thời gian tới. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và thông tin đầu tiên chính là chợ Quân Dân Không Đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Thì ngày hôm nay ngày 8 tháng 8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tri tổ chức chợ Quân Dân Không Đồng tại xã An Bình Tây nhằm hỗ trợ người dân ảnh hưởng do dịch Covid-19, đặc biệt là gia đình nghèo, chính sách, neo đơn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn huyện. Thì rau củ quả các loại cùng những hàng hóa thiết yếu được trưng bày đầy trên các gian hàng. Đây là những sản phẩm tăng gia của các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh cùng chung tay ủng hộ của các mạnh thường quân và của các cấp ủy chính quyền địa phương trong tỉnh. Thì bên cạnh nguồn lương thực thực phẩm bày bán tại phiên chợ, Bộ Chỉ huy Quân sự cũng dành tặng 500 phần quà, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng cho mỗi gia đình có chính sách, người nghèo trên địa bàn các xã của huyện Ba Tri. Thì phiên chợ diễn ra cho đến khi cung cấp hết số lượng là 2 tấn rau, củ quả, 5 tấn gạo cùng số nhu yếu phẩm được bày bán tại phiên chợ cho người dân. Tổng giá trị phiên chợ của chợ Quân Dân Không Đồng là trên 200 triệu đồng. Còn ngày hôm qua tại thị trấn Dòng Trơm, tự ý ra khỏi khu vực phong tỏa bị phạt 7,5 triệu đồng. Thì ngày hôm qua, ngày 7 tháng 8, Công an thị trấn Dòng Trơm trao quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà VTE, sinh năm 1956, có đăng ký hộ khẩu thường trú tại ấp 6, thị trấn Dòng Trơm, huyện Dòng Trơm, có hành vi là tự ý ra khỏi khu vực phong tỏa theo quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện với số tiền là 7,5 triệu đồng. Thì trước đó, vào ngày 23 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Dòng Trơm là có quyết định là cách ly để phòng chống dịch Covid-19 tại một phần ấp 5A và ấp 6, thị trấn Dòng Trơm. Mặc dù đang nằm trong khu vực phong tỏa, nhưng vào ngày 3 tháng 8, bà E tự ý ra khỏi khu vực phong tỏa khi chưa được cấp phép của cơ quan chức năng. Thì cũng đề nghị người dân là nâng cao nhận thức hơn nữa trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, cùng chung tay với chính quyền các cấp, nhanh chóng đẩy lùi bệnh dịch, sớm ổn định lại cuộc sống cho người dân. Và thông tin tiếp theo, tại Châu Thành, hôm nay là ngày 8 tháng 8, là ngày gỡ bỏ lệnh phong tỏa xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre từ 12 giờ trưa hôm nay ngày 8 tháng 8. Cũng trong ngày hôm nay ngày 8 tháng 8 là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Bến Tre triển khai tiêm chủng vaccine Covid-19 lưu động để hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện Châu Thành thực hiện tiêm chủng cho 2.000 công nhân. Trong điều kiện toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, thì Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho biết đây là đợt tiêm chủng đầu tiên cho công nhân. Các công nhân được tiêm chủng đợt này là những người lao động đang tham gia sản xuất theo phương án 3 tại chỗ. Việc phân bổ vaccine nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch theo tiêu chí tiêm trước cho doanh nghiệp có nguy cơ lây nhiễm cao, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. Thông tin cuối cùng cho bản tin chiều ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre. Tính đến chiều ngày hôm nay ngày 8 tháng 8, thì từ 11 giờ trưa đến 6 giờ chiều ngày hôm nay, Bến Tre phát hiện thêm 20 ca dương tính mới, bao gồm là tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu là 10 ca, Ba Tri là 7 ca, Thạnh Phú là 3 ca. Thì tất cả là đều phát hiện trong khu cách ly và phong tỏa. Thì tính đến nay, Bến Tre có 1.113 ca dương tính, vẫn là 17 ca tử vong. Và hôm nay ghi nhận thêm 17 ca ra viện. Tính đến ngày hôm nay, Bến Tre có 330 ca ra viện. Mình cũng xin kết thúc thông tin chiều ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng cho mình xin một nút đăng ký nha. Đăng ký của bạn chính là động lực của mình để làm video sớm hơn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.